À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai với đạo Phật. À, pháp môn Tịnh độ này Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu thế giới cực lạc. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thấy chúng sanh ở cái cõi ta bà này quá khổ, nên ngài mới kết hợp với Đức Phật A Di Đà. Ngài thì giới thiệu cái quốc độ cực lạc, còn Đức Phật A Di Đà thì chấp nhận để tiếp dẫn chúng sanh đến cõi ta bà này. Và chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới, nếu chúng sanh nào muốn về cái thế giới cực lạc, thế giới cực lạc là một quốc độ đặc biệt an vui, không già không bệnh không chết, tiếng khổ còn không nghe, không chỉ có khổ. Trong kinh Đức Phật nói như vậy, nên mỗi một chúng sanh chúng ta, từ người còn sống hay tất cả những người chết hay chư hương linh về nghiệp phá thai mà mắc mà chưa được siêu thoát, cái khổ đau của chúng ta trong cõi này nó nhiều lắm, nhiều thứ khổ đau lắm. Mà khổ đau nhất là hận thù. Bây giờ quý vị coi phải rõ ràng không? Như mỗi người chúng ta mà hận thù ai thì thấy khổ đau ghê không? Buồn giận một chút nó đã khổ, không chỉ là hận thù. Hận thù nó nặng hơn buồn giận quý vị. Không? Mình buồn giận thôi là mình đã ăn không ngon ngủ không yên à. Không chỉ hận thù là giống như nó giống như nó muốn bể tim gan của mình trong. Đó. Mà cái tâm hận thù này là cái tâm của tam đồ ác đạo quý vị ơi. Nên mình muốn sanh về thế giới cực lạc á, thì vì phải nhớ rằng từ người còn sống này hay người đã chết rồi hay chư hương linh về nghiệp phá thai, phải buông cái tâm hận thù và phải niệm A Di Đà Phật. Đây là tiêu chuẩn, buông tâm hận thù, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh về thế giới cực lạc. Thì Đức Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn những chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Bây giờ mình quá khổ rồi. Bây giờ người còn sống cũng nhiều cái khổ mà người chết ở trong cảnh giới u minh càng khổ nữa. Nên cái giờ này mà mình tu xong mà mình nói chuyện giống như những đoạn nhắc nhở nhau và xung quanh mình cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Giống như những cặp mắt thường mình không thấy gì thôi chứ. Cái giờ mà 12 giờ khuya này xung quanh mình thôi chắc cũng nhiều lắm chứ không giỡn đâu. Nên nhà của dì Tư là mở cửa luôn. Nên còn nhiều nhà đâu dám mở cửa. Nên nhà Minh Trung đồ mở cửa luôn á. Từ nơi đó mà cái cảnh giới vô hình đông lắm chứ không giỡn đâu giờ này. Mà người ta rất là đau khổ. Bởi vì biết rằng cái tiếng niệm Phật, và tụi không thì nói là cái máy niệm Phật thôi nghe. Chiếc máy niệm Phật mình đặt ở nhà mình thôi đó. Mà cái sức ảnh hưởng của chiếc máy đó thôi đó. Mà tụi không thì nói rằng xa hơn 60 cây số. Không chi là có người phát âm niệm Phật. Chị nghĩ. Không chi là giờ này mà số lượng người đông như vậy để cùng phát âm niệm Phật, nó trở thành một đại từ trường, đại thiện tâm để cầu an cho người còn sống và cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết. Tất cả chúng sanh là trong đó có ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ chúng ta và nhiều người phụ nữ cũng mang nghiệp phá thai. Thì phải nhớ rằng đó, khi mình muốn cầu an cho người thì tâm mình an. Cái tâm mình an là điểm để cho người khác cảm thấy nhìn mình mà thấy được bình an. Giống như khi mình bất an mà mình niệm Phật thì mình nghĩ đến Phật, tự nhiên Phật gia trì cho mình cảm thấy bình an, thấy không? Còn khi chúng sanh ở cõi đời này họ không tu, họ nhìn mình bình an, họ thấy đó mà họ cũng được an, nên mình cũng gia trì cho họ bằng cách như vậy. Còn nếu như muốn cầu siêu thì vì phải nhớ kỹ là chúng ta đang cầu siêu. Nên chúng ta niệm Phật cầu siêu, đây là cầu siêu cho bản thân mình nè. Vì bản thân mình còn nhiều thứ bị trói buộc, phiền não,
nặng nề nè, chứ cầu siêu cho ai? Mình đang cầu siêu cho mình để mình đang niệm A Di Đà Phật. Cái sự gia trì Phật A Di Đà giúp cho mình được bình an cái tâm, không buồn giận hận trách người khác để trong tâm. Rồi từ nó cái việc làm niệm Phật của mình mà nghiệp quan gia trái chủ hay cửu quyền thất tổ hay hương linh gì nghiệp phá thai, người ta mới tập trung về cái nơi mình tu, nên người ta cũng hưởng được từ trường và người ta hưởng được quang minh Phật soi rọi. Từ nơi đó mà người ta cũng cùng tu chung với mình. Khi người ta cùng tu chung với mình, người ta cũng nghe những lời nói này, người ta buông cái tâm hận thù mà ta niệm A Di Đà Phật, thì Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn người ta về cực lạc. Nó nghĩa là cái đường dây giúp đỡ là gì đó quý vị? Cái đường dây giúp đỡ là gì đó? Nên mình muốn giúp được tất cả chúng sanh là cái tâm hận thù buồn trách của mình phải buông xuống. Buông xuống, nhắc hoài mà không buông nữa thôi. Nên những người mà cùng học tập với những đức là những đức tin, chắc quý vị không có còn giận ai lâu đâu, chắc chắn quý vị luôn không còn giận ai lâu đâu. Chứ đừng nói chi hận, giận còn không giận nữa chứ hận làm gì, hiểu không? Đó, buồn giận hận trách là điều để tác hại cho cái quả địa cầu này và tác hại cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Quý vị biết rằng có khi ông bà tổ tiên của chúng ta, cha mẹ chúng ta khi chết cũng chưa siêu thoát, nên mình bổn phận con cháu mà biết tu gì họ mừng. Giống như câu chuyện như Đức đã từng kể bị nghe, mà khi Đức Phật còn tại thế, mà khi đi khất thực cùng với tôn giả A Nan, đi một đoạn thấy những người mà khóc lóc kêu gào than thở. Xong tôn giả A Nan hỏi Đức Phật, nói cứ đi một chút. Đức Phật trả lời, đi thêm đoạn nữa thấy một nhóm người vui vẻ nhảy múa hát ca. Khi đi đến một cái nơi nọ ngồi xuống, thì tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời rằng cái nhóm mà hồi nãy đó là cái nhóm quỷ khổ đau khóc lóc đó, là thân bằng quyến thuộc con cháu của họ trên nhân gian. Khi họ chết họ bị đọa rồi, nhưng mỗi năm sát sanh hại vật cũng đẩy xuống thêm, họ không bao giờ có cơ hội được siêu thoát. Nên cái tâm đau khổ của họ không còn biết kêu nhờ ai để giúp đỡ, khóc lóc kêu gào thảm thương như vậy. Còn cái nhóm mà vui cười nhảy múa hát ca kia là nhờ có con cháu tu hành tu nhân tích đức, niệm Phật cầu sanh cực lạc, mỗi ngày tu hồi hướng cho họ, rồi đám giỗ cúng chay, còn làm thêm việc thiện việc tốt niệm Phật không sanh hồi hướng cho họ. Bây giờ họ sắp sửa được đi đầu thai nên họ vui mừng nhảy múa hát ca. Thấy không? Quý vị biết rằng là cái sự siêng năng tu tập của mình tới giờ này mà còn ngồi tu gì, là mình tu cho mình. Thấy không? Tu cho mình mà cái tu cho mình nó được lợi ích cho mọi người luôn. Quý vị coi, nếu bản thân mình sân si thì nó tác động với sân si với người khác luôn. Quý vị công nhận rằng trong gia đình hai vợ chồng mà quý vị mà sân si một cái là quý vị sẽ tác động chồng sân si. Quý vị mà gương mặt buồn cái chồng bị vua nổi không? Nên từ nó đó cái gì, cái sự tu tập của mình được lợi ích mà nó còn gia trì cho người khác là bằng cách như vậy đó. Nên khi mình tu mà có cái tâm giải thoát rồi thì ông bà tổ tiên của mình hướng đến mình để mà gần gũi. Mình hồi hướng cho họ là họ được hướng đến mình gần gũi, tiêu bớt đi cái nghiệp của họ, nên họ được nghe gì, họ buông cái tâm hận thù xuống. Thì biết rằng trong cái cảnh giới của địa ngục, vì sao mà cứ giết mãi giết mãi, giết đến mức mà địa ngục A Tỳ là nhìn toàn là xác mình không đầy trong địa ngục A Tỳ. Sự khổ đau trong địa ngục mà hỏi đến là không trả lời nổi. Mẹ của quan một nữ khi bà được đầu thai lên làm đứa bé chết yểu, hỏi bà về địa ngục, bà nói đừng đừng hỏi nữa, thấy chưa, đừng hỏi nữa vì kinh quá. Bậc A La Hán mà nhớ lên những đời kiếp mà
bị đọa trong địa ngục, toát mồ hôi máu, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Sự khổ đau trong địa ngục quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Đó. Mà quý vị biết rằng có những người người ta không tin địa ngục, nhưng mà nếu xác thực mà bình tĩnh ngồi suy nghĩ thì cái địa ngục ở trong cái nhà bếp nấu ăn mà đồ mặn của mình đó. Quý vị giết như thế nào thì cái nhân cái quả nó phù hợp gì? Cái địa ngục nó nằm ở trong những cái nơi sát sanh nhiều đó, giết bằng cách nào thì như vậy đó. Cái địa ngục nó nằm ngay cái chỗ người ta lột da con thú đó. Còn sống mà ta treo lên ta lột da những cái áo da mà quý vị bận, có những người giàu sang á, ta mua áo lông con này con kia người ta bận đó, người ta quấn cổ đó, là quý vị biết những con vật đó nó còn sống như vậy đó. Mà người ta lột da sống luôn đó quý vị, lột da sống luôn đó. Đó rồi có những con dê đồ mà người ta giết quý vị, là người ta phải đập nó dập người hết trơn rồi ta mới ăn thịt, để mà cái thịt nó mình ăn đừng có hôi, đập cho nó chảy cái mùi hôi đó ra hết. Kinh chưa, cái sự sát sanh hại vật kinh khủng chưa. Cái địa ngục ở đâu? Cái địa ngục mình nhìn thấy rõ ràng đó quý vị. Rồi những con chó con mèo nhặng nước giết, còn những con bò chích điện hoặc đập đầu, những con heo lấy dao đâm cổ họng nó, có nghĩa là tất cả những cái giết của chúng ta giết để ăn thịt đó, đó toàn là cái nhân trong địa ngục, nhân quả. Thì coi nguyên cái chảo dầu nó nóng không tưởng tượng được, nguyên một con cá đang sống chiên xù bỏ vào cái chảo dầu quý vị nghĩ nóng cỡ nào. Mình chỉ một miếng dầu dăng vô tay, lâu lâu mình chiên đồ ăn thôi mà nó đã nóng gắt da gắt thịt. Lấy một miếng thuốc gì để mà mình xoa vào, không chi nguyên một con cá sống mình bỏ nó vào. Quý vị ơi, nếu như chúng ta mà không gặp Phật Pháp, không nghe Phật Pháp, không nghe người nhắc nhở, dẫn dắt, chỉ dạy, thì cuộc đời chúng ta sẽ tạo nghiệp cỡ nào? Mới hôm qua nhà Đức ngồi ngồi nói chuyện với bà chị dâu, bà kể hồi xưa anh nhà Đức bị ung thư. Nhà Đức chỉ biết một hai chuyện chứ chưa có biết nhiều. Bà nói hồi xưa ông anh mà bị ung thư mà gia đình chưa ai biết Phật Pháp. Nhà Đức ngày xưa nấu ăn cho thành phố, nấu đồ ăn mặn. Anh là thích sát sanh, 44 tuổi ung thư, nó nổi một cái mục ngay cái bú bự cần cổ gì nữa, dưới thịt dưới chân nó rút lên hết luôn. Thì biết rằng người ta chỉ mua con gắn hổ treo lên cắt máu nó uống, người ta chỉ mua gắn lục xanh cuốn vô trong một cái nồi, bỏ vô cái xung quanh là than lửa đốt nguyên cái nồi, và con gắn bên trong nó chết bên trong rồi, rồi nó mà để nó sống, nó sống cuốn bên trong rồi nó nóng đến mức mà nó thành than, rồi mới cà than nó đổ nước vô uống. Kinh chưa? Rồi người ta chỉ đủ cách để giết con vật để mà gọi là cho ổng uống, mà trong khi cái nghiệp ổng là nghiệp sát sanh, mà bây giờ ổng mang cái bệnh ung thư này, ổng là bệnh đau của ổng là do ổng sát sanh, ổng đoạn mạng chúng sanh, mà giờ ổng bệnh đau ổng chết yểu mà còn tiếp tục bỏ chúng sanh vào thêm, giết thêm vô. Rồi xong cái người ta chỉ đi biết không, bắt con thằn lằn còn sống ba bốn con, kêu hả cái họng ra bỏ thằn lằn nó chạy vô bụng để chữa bệnh. Nghe chị như Đức kể đúng là nghe rùng mình rợn óc, nguyên một con thằn lằn vậy mà bắt thằn lằn để cho cái miệng này, kêu hả miệng nó bỏ thằn lằn vô bấm cái đuôi cái tóc chạy vô bụng. Kinh cho quý vị, nếu như quý vị mà không nghe Phật Pháp thì phải là tạo tội nghiệp, thêm tăng thêm tội nghiệp không? Bởi vì cái người mà hướng dẫn đạo mình, cái ơn cuộc đời mình khó có thể nào mà báo ơn được. Tại nếu như quý vị mà không nghe đạo thì vì nghĩ mình sẽ tạo nghiệp cỡ nào chứ, nếu không có người dẫn dắt câu chuyện nhân quả cho mình nghe, nếu không có người chỉ dẫn mình tu hành thì vì nghĩ cỡ nào. Nên chúng ta hãy dừng cái tạo nghiệp đó đi, hãy nhìn lại mình để bản thân mình tự sửa cho tốt. Nhớ kỹ cái miệng mình, nếu không niệm Phật nó sẽ tạo nghiệp khẩu nghiệp cỡ nào chứ. Nay nó châm chích đầu này, mốt nó châm chích đầu nọ, vì cái danh cái lợi trong cuộc đời, vì sự hơn thua đấu đá mà mình tạo cái nghiệp của địa ngục tam đồ ác đạo. Đúng không? Bởi vì quý vị thấy là nghe bà chị dâu bất kể mà khi ông anh bệnh mà đúng là dùng mọi cách luôn, nhất là nguyên có thằng lằn sống mà bấm đuôi cái chạy vô bụng ta,
ớn hồn thì hỏi ủa sao mà dám nuốt thằng Lặng. Bà nói chứ sợ chết mà sao không nuốt. Lúc đó người ta kêu chỉ cái gì là ăn cái này, chỉ cái gì là dùng cái này. Bây giờ mà lấy cục phân nuốt vô họng mà sống, bây giờ cũng nuốt. Con thằng Lăng mà con bỏ vô miệng, sao sống như vậy mà chạy vô bụng, mới nghĩ sao. Người ta chỉ đủ cách chứ mới bị cái thế. Không biết tu, không biết tu, nó chỉ đủ cách làm. Gắn lục mà cuốn 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 vô cái nồi, bỏ vô úp lại nghe, bỏ vô than lửa đốt lên. Mà đến nỗi mà nó nóng đến mức mà trong cái con gắn nó thành than, cà ra đổ nước vô uống. Thấy chưa? Khi anh nhận được chết đúng là chết thê thảm. Đó, ung thư đó, 44 tuổi. Sát sanh, đoạn mạng chúng sanh, đoạn mạng mình, nhân quả. Nó quý vị còn gấp thịt chúng sanh ăn nổi không? Tùy, tùy mình thôi, thấy không? Đó. Còn cái lòng tham không biết đủ này thì quỷ đạo. Vì coi trong cuộc đời này bao nhiêu người giàu để không hết mà không bao giờ giúp những người khổ đau gì đâu quý vị. Keo có khi keo từng chút. Như bữa đó những đứa kể câu chuyện cái gia đình này giàu thiệt giàu luôn, gì mà đi vệ sinh bằng đêm không bao giờ dội, tới sáng mới dội một lần vì sao, sợ hao nước. Cuối cùng quý vị biết rằng chết làm sao quý không, vô cái nhà vệ sinh đi không biết làm sao té cái đầu treo toàn ten trong cái nhà cầu, cái đầu nó nhủi vô nhà cầu nó gì nè, cái nhà cầu gì ngồi gì nữa, bị đầu để vô nó càng chỗ này lên gì rồi tự nhiên nằm gì rồi chết trong đó luôn vậy. Vì thấy kinh khủng vì cái lòng tham mà chết cuối cùng cái nhân cái quả phù hợp gì mà chết đi rồi làm quỷ đạo 500 năm chưa từng dùng được một miếng nước. Đọc câu chuyện mà 500 năm mà có người ta khạc miếng đờm, giành nhau để liếm miếng đờm. Không được ăn cái gì mà nó cứ sống hoài như vậy. Sống trong một sự khổ đau không tưởng tượng được. Tại vì mình quá tham. Giống như bà Thanh Đề, mẹ của một Kiền Liên đấy không? Lòng tham của bà đọa trong loài quỷ đạo, tụng kinh Du Lan phải không? Một Kiền Liên là đệ tử Đức Thế Tôn, đem cơm xuống, đây là thị hiện thôi. Nhưng bà thấy cơm mà lấy tay bà che lại. Lòng tham thấy kinh chứ. Phải chi mà ai cũng khổ gì. Thì lúc đó bà biết cái lòng tham này, bây giờ nếu hiểu được, cái này mình giải thích thôi nghe. Nếu mà hiểu được thì bắt đầu là đem cơm này nè các bạn quỷ, tôi chia các bạn mọi người miếng ăn, chúng ta cùng cảnh ngộ với nhau, thì bà ra khỏi ngã quỷ rồi, dừng rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ trong địa ngục thì giết mỗi ngày sân si thì cứ giết hoài, mình sân hẳn là nhân của địa ngục, mình sân hẳn là nhân của địa ngục. Bây giờ quý vị buồn giận hận trách là nhân của địa ngục, nhân của địa ngục, phải bỏ cái nhân địa ngục này. Mấy người sống hay mấy người chết, cảnh giới quỷ đạo trong u minh giới khổ đau, nhớ nghe, sân hận là trong địa ngục, nên giết hoài sân hận, sân hận tiếp tục bị giết, giết hoài đó là nhân tố của mình mà sanh ra sự khổ đau đó, chứ không có ai là người đi giết mình chứ. Nếu mình không có cái nhân trong địa ngục, dù ở trong địa ngục cũng không thấy địa ngục. Địa ngục gọi là vô hình vô tướng, nó chỉ là nhân quả mà thôi. Nó rõ ràng là như vậy. Quỷ đạo cũng vậy luôn. Từ lòng tham chiêu cảm mà sanh vào cảnh giới quỷ đạo. Là mình làm tự chịu, tự làm tự chịu. Nó nói là bụng to như cái trống mà cổ nhỏ như cây kim. Nên tại sao trong nhà Phật mà bằng đêm người ta không ăn cơm? Vì Đức Phật thấy rõ ràng, tối lại thì cảnh giới quỷ đạo trong u minh xả ra rất đông. Nên khi mình ăn mình gõ chén beng 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 thì nó đói bụng, nó ngước cổ, nó nhìn, nó gãy cổ họng đau đớn, nó nên Đức Phật thấy, Đức Phật mới kêu mình đừng ăn bữa tối. Kinh chưa? Nhưng mà do mình đói quá không ăn sao mình chịu nổi, thấy không, quá khổ rồi. Nên mình tu 12 giờ khuya này lợi cho người sống, mà lợi không biết cho bao nhiêu con người chết đang khổ đau. Mà đang khổ đau cũng như là bây giờ chấm với biển cả. Mà mình đang nói điều này là mình đang luyện chiếc phao ra nè, đang luyện chiếc phao ra nè. Bởi vì coi mình đang trôi với biển cả mênh mông, mà ai luyện chiếc phao cho mình, luyện chiếc phao cho mình nói nè chiếc phao này chụp chụp đi, chụp chụp cho kéo vô. Quý vị biết người ta cảm ơn vì cỡ nào chưa? Còn cảnh giới của súc sanh là do ngu si không biết chánh tà, nhìn điều thiện cho là ác, nhìn việc ác cho là thiện, không biết phân biệt được thiện ác là ngu si, bất chấp
tội lỗi, tạo tội nghiệp, không biết quay đầu, là đọa trong loài súc sanh. Tám vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu, kinh khủng. Kiến, bảy vị Phật ra đời chưa thoát thân kiến. Tám vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu. Mang thân súc sanh kiến gì mà thích làm kiến, cứ quay lại làm kiến hoài. Mang thân bồ câu cứ ái nhiễm rồi thích làm bồ câu như vậy đó. Tam đồ ác đạo là nhân tố. Nếu như mà bây giờ lọt vào lỗ tai mình mà nghe một cái thôi, buông cái tâm sân hận xuống là thoát địa ngục liền. Buông cái tâm tham lam xuống, thoát ngạ quỷ liền. Buông cái tâm ngu si, niệm một câu Phật hiệu lên, thoát súc sanh liền. Nên quý vị phải nhớ là nhất là thân chung ấm, mà những người chết mà là cảnh giới quỷ đạo trong u minh nè, dễ cứu hơn. Khi lọt vào súc sanh đạo, chỉ còn mang thân, dính thân à. Nó còn thí dụ như trong địa ngục mà con cháu tu mà được hồn hiện về giờ này rồi nè, mà ngồi bên cạnh mình cùng tu mà nghe gì nè, có thể được độ. Quỷ đạo đã thể được độ. Vì giờ này người ta đến, đang nghe mình như vậy, khổ quá rồi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh bằng việc gì? Niệm Phật ngày rước mình về cực lạc. Mà bây giờ khổ như vậy mà không muốn về cực lạc sao? Quý vị muốn về không? Ở đây ai muốn về cực lạc đưa tay coi. Đúng rồi. Những đức cũng muốn về. Thấy không? Đó. Thì từ nơi đó mà bây giờ tất cả những oan hồn đừng bao giờ kêu oan nữa. Hiểu không? Tất cả cảnh giới quỷ đạo trong u minh bây giờ nghe rồi, niệm Phật đi, buông tâm hận thù đi. Buông tâm hận thù đi. Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc, lìa khổ được vui. Tất cả những người còn sống này buồn giận hận trách buông quý vị ơi, buông đi. Buông đi, đừng buồn giận hận trách nữa nghe quý vị, buông đi. Buông chưa? Ừ buông ơi. Còn buồn giận ai không? Không. Ừ không. Không. Đó. Bây giờ mình rủ nhau vậy đó, mình phải về thế giới cực lạc. Đời này phải về cực lạc. Mà tin vào đâu? Tin vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. Mình là việc mình niệm Phật, còn Đức Phật A Di Đà là có trách nhiệm tiếp dẫn mình. Mình niệm ở đâu Phật rước mình ở đó. Thấy không? Cái giờ này tu xong đúng là nói chuyện hừng hực quý vị ơi. Thấy không? Bởi vì cái giờ 12 giờ khuya này quan trọng lắm nè. Cái giờ 12 giờ khuya này quan trọng, nó thanh tịnh quý vị ô. Nó thanh tịnh dữ lắm. Hiểu không? Yên re giờ này mà thôi, ta ngủ sạch chách hết trơn. Im re. Không nghe con ve kêu luôn. Im điềm luôn mà quý vị. Nó nên cái giờ này niệm Phật thôi, ta cái tần số niệm Phật trên không trung mình lưỡng 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 ở trên. Chúng sanh nó lợi ích biết bao nhiêu mà nói quý vị ô là quý vị. Lợi ích dữ lắm. Nhớ nghe quý vị. Phải nỗ lực lên, đời này về cực lạc đức hòa hơn đuối gì. Như ở đây có được hai ông, ba ông, bốn ông. Đức Hòa, rồi Hùng, rồi chồng Diệu Thắm, Nguyễn Hiền, Tịnh Nhã, rồi dì Tư, được mấy ông, rồi Cúc 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 gì đó, nên bà bé Tư, mấy ông đàn ông này đúng là những người đàn ông đích thực. Tu đặc biệt vô cùng, còn số ông thì chưa thấy. Ha. Đó, nên từ nữa đó phải quyết tâm đời này về cực lạc cái quý vị. Buông tâm buồn giận vị ô. Phải về cực lạc quý vị à. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.